sinh ra không may bị khuyết tật. Nhưng anh Hồ Văn Phơi, người dân tộc Vân Kiều ở xã A Túc, huyện Hướng Hóa, không chỉ biết cách vượt lên tật nguyền để có một cuộc sống hạnh phúc, mà còn dành sự chia sẻ với những người có cùng cảnh ngộ dưới mái nhà chung là câu lạc bộ người khuyết tật xã A Túc và dành tình yêu thương cho các em nhỏ trong cộng đồng. Sau 12 năm đến trường, chủ yếu nhờ vào đôi tay và sự giúp đỡ của người thân, dẫu đối mặt với khó khăn, nhưng Hồ Văn Phơi vẫn luôn mơ ước về tương lai và có niềm tin vào bản thân và cuộc sống. Mặc dù mình khuyết tật nhưng mình cũng rất ước mơ. Ước mơ nhất là mình rất thích đi xe ba bánh. Là mình muốn nghĩ rằng mình ít nhất mình phải làm thợ xe máy mới được làm một chiếc xe máy. Rồi sau đó bắt đầu mình nghĩ mình đã khuyết tật rồi là phải tìm rằng để sống như thế nào giống như mọi người. Năm 2005, Hồ Văn Phơi đã mày mò tự chế thành công chiếc xe máy ba bánh cho chính mình. Đến năm 2007, anh bắt đầu mở quán sửa chữa xe máy tại nhà. Đối với bà con Vân Kiều Paco ở A Túc và các xã vùng lìa huyện Hướng Hóa, chiếc xe máy không chỉ là phương tiện đi lại mà còn là tài sản có giá trị trong mỗi gia đình. Vì thế, Hồ Văn Phơi đã phải nỗ lực rất nhiều mới được mọi người tin tưởng và có được thành công như hiện nay. Đặc biệt, Phơi đã tự chế được 10 chiếc xe máy ba bánh dành cho người khuyết tật trên địa bàn hai huyện Hướng Hóa và Đắk Rông. Mình làm đầu tiên là làm xe mình thôi. Còn sau đó anh em là thấy mình được xe đi, bắt đầu họ tham khảo, họ tới hỏi á, là mình nhận làm cho họ. Tất cả mọi người anh em cùng ra sửa ở đây, xe thầy lốp xăm máy làm lại cái máy mà cùng Phơi làm tất cả toàn bộ xe. Từ một người khuyết tật vươn lên trở thành một người thợ sửa xe máy giỏi, có uy tín với cộng đồng, có thu nhập khá ổn định và có một người vợ hiền cùng ba con nhỏ, Hồ Văn Phơi đã thực sự có một cuộc sống bình thường đúng nghĩa như anh từng mơ ước. Vào năm 2012, anh Hồ Văn Phơi được bầu làm chủ tịch câu lạc bộ người khuyết tật xã A Túc. Kể từ đây, anh có thêm nhiều cơ hội để chia sẻ với hơn 200 người khuyết tật trên địa bàn. Ngoài công việc mưu sinh hàng ngày, Hồ Văn Phơi còn tranh thủ thời gian, gặp gỡ, động viên mọi người xóa bỏ mặc cảm, nỗ lực vươn lên và hãy mạnh dạn tìm kiếm hạnh phúc. Anh Phơi như là một người anh cả, vì luôn quan tâm giúp đỡ những người bị khuyết tật. Anh Phơi đã giúp chúng tôi vượt qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Tình cảm chân thành và nghị lực vượt khó của anh Phơi cũng chính là động lực để mỗi chúng tôi quyết tâm vươn lên hòa nhập cộng đồng. Cũng chính nhờ sự khích lệ của Hồ Văn Phơi, chị Hồ Thị Hỷ, người dân tộc Paco, sau khi tham gia câu lạc bộ người khuyết tật và kết nối qua mạng xã hội, đã tìm thấy hạnh phúc với anh Hồ Việt, người dân tộc Mây ở Minh Hóa, Quảng Bình. Mấy bạn mà dòng em thì cứ yên tâm đi. Nếu người mua thật lòng thương yêu thì cứ ấy, cứ lấy, đừng có ngại e ngại cái gì. Vẫn sống như mọi người bình thường ấy. Vì mình sống, mình khuyết tật nhưng mình vẫn có, mình vẫn tự lập được là được. Người ta nói là tình cảm nó không, nó lâu dài lắm. Là em không kể là tật hay là chi, miễn là làm vợ chồng sống lâu dài là được. Không nghĩ đến xa xôi. Em chỉ nghĩ làm sao mà để cho gia đình vui vẻ được, ấm no là được rồi. Chứ em không nghĩ là sẽ làm được cái việc gì đó mà to lớn hay là chi. Trong những năm qua, với sự hỗ trợ của Tổ chức Ủy ban Y tế Hà Lan Việt Nam, Hồ Văn Phơi luôn tích cực và chủ động tham gia các hoạt động giúp đỡ người khuyết tật trong cộng đồng. Đồng thời, anh còn dành nhiều thời gian phối hợp với đoàn thanh niên của địa phương tổ chức các hoạt động sinh hoạt cộng đồng cho người khuyết tật và thanh thiếu niên, như tổ chức giao lưu văn nghệ, nhảy hip hop, tổ chức các giải bóng đá, bóng chuyền, chiếu phim cho trẻ em, truyền thông về sức khỏe sinh sản và tình dục vị thành niên, tranh thủ sự giúp đỡ từ các tổ chức và vận động mọi người chung tay xây dựng sân chơi cho các cháu nhỏ. Hồ Văn Phơi là một người khuyết tật, vừa rồi đã được hội
người khuyết tật tỉnh bình chọn là một trong những gương mặt tiêu biểu để gặp mặt chủ tịch nước. Nhưng mà do hiện nay là cấp xã là đang câu lạc bộ cho nên cũng còn hạn chế trong quá trình hoạt động. Nếu như mà được thành lập hội người khuyết tật cấp xã thì sẽ tạo thêm nhiều cơ hội để cho Hồ Văn Phơi phát triển hết, có cái đất để phát triển hết cả cái khả năng năng lực của mình trong tập hợp vận động người khuyết tật hiện thực hóa quyền của mình cũng như trong quá trình dạy nghề cho người khuyết tật trên địa bàn xã. Mỗi khi người khuyết tật ở địa phương chính thức được tập hợp trong tổ chức là hội người khuyết tật và có những con người luôn hết lòng vì cộng đồng như anh Hồ Văn Phơi, người khuyết tật sẽ được tiếp thêm sức mạnh để vượt lên số phận, sống có ích cho bản thân và sẽ có nhiều đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội. Mơ của tôi là người khuyết tật cũng sẽ giàu có. Ước mơ của tôi đó là tất cả mọi người khuyết tật đều cùng vươn lên trong cuộc sống. Tôi ước mơ người khuyết tật và con em của họ đều được đến trường. Ước mơ của tôi là hội người khuyết tật sẽ ngày càng phát triển hơn.